Phủ chủ cũng thiệt là, nghe nói Lục Trầm tới chủ vực, cứ nói Lục Trầm ở chủ vực sẽ có được cơ duyên lớn hơn. Cái mình cũng theo tới rồi, đi theo hắn. Cái này không phải làm khó Bạch Vân Hổ mình sao? Hả? Không hổ là chủ vực, thiên mã kéo xe, đội hình thiệt lớn. Tìm kỹ cho ta. Sau khi tìm được thì Lục Gia rút gân cụ hắn. Nhật Nguyệt Thần Triều, đây là một nước lớn, xem ra là đang tìm người để trả thù. Lại nói việc này không thể bỏ lỡ được, qua đó xem thử đi. Đi theo. Một lát sau. Vậy mà mất dấu rồi. Lục Trầm, ngươi sao lại tới đây vậy? Ta tới tìm ngươi. Phủ chủ của nhà ta muốn để ta tiếp tục đi theo ngươi lăn lộn một khoảng thời gian. Đúng rồi, Lục Trầm, ngươi có nhìn thấy thiên mã thần binh của Nhật Nguyệt Thần Triều bay qua không? Bọn họ hình như đang tìm ai đó. Nhìn thấy rồi. Đi, mau đi xem náo nhiệt. Đất nước thần triều cỡ này lại hành động với quy mô lớn, chắc chắn không tầm thường. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không cần đâu. Cái gì mà không cần đâu? Đi muộn thì bọn họ sẽ đi xa mất. Bọn họ đi không xa, sẽ tới đây ngay. Tới đây? Tại sao chứ? Bởi vì người bọn họ muốn tìm chính là ta. Hả? Hắn ở đây. Đừng để hắn chạy. Lục Trầm, ngươi đến làm gì chứ Nhật Nguyệt Thần Triều? Không có gì, chỉ chém một vị hoàng tử của bọn họ thôi. Chém một vị hoàng tử? Tới chủ vực ngươi vẫn có thể gây chuyện như vậy, biết sớm ta không tới tìm ngươi để dây vào vũng nước đục này rồi. Bây giờ đi còn kịp không? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.